tương phùng ở chung bên nhau, cùng môn đồ làng quê em mau với nỗi đau ngày qua rươm máu. Chúa bỗng đến bất ngờ ở bên, nên sợ là tưởng như thấy ma, quên lời ghi ở nơi thánh kinh. Chính Chúa Kitô hiến thân mình gánh chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba cũng đã từ cõi chết phục sinh. Chúa đã phục sinh vẫn cao quyền bình, danh Chúa Kitô phải truyền giao tới cho muôn người sống đời đẹp tươi nhờ tin kính Chúa đã phục sinh. Sống lại hiện ra như mơ, cho nghi ngờ hoảng lo vu vơ, do vết thương mộng tan mất hương. Chúa lấy dấu khắp mình rạng rào, trao bình an niềm vui chưa tràn, khơi lòng tin từ nơi thánh khi tôi hiến thân mình gánh chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba cũng đã từ cõi chết phục sinh. Chúa đã phục sinh vẫn cao quyền bình, danh Chúa Kitô phải truyền giao tới cho muôn người sống đời đẹp tươi nhờ tin kính Chúa đã phục sinh. Chơi vơi lòng bao lần lệ rơi đêm thâu, nhưng thế nhân nào đâu có thấu. Chúa vẫn sống vẫn hằng ở bên, nên bạn thân và ban thánh ân kêu mời con trở nên chứng nhân. Chính Chúa Kitô hiến thân mình gánh chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba cũng đã từ cõi chết phục sinh. Chúa đã phục sinh vẫn cao quyền bình, danh Chúa Kitô phải truyền giao tới cho muôn người sống đời đẹp tươi nhờ tin kính Chúa đã phục sinh. Tin kính Chúa đã